Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với VTD Channel. Thì như thường lệ mình là Duy. Các bạn hãy xem video trong chuỗi series tự học WordPress cơ bản. Ở trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý thành viên, hay còn gọi là quản lý user hoặc là quản lý user, quản lý thành viên hoặc là quản lý nhân viên. Nếu như các bạn sử dụng website cho doanh nghiệp của mình thì có cái phần là quản lý tài khoản nhân viên ha. Rồi. Đây là cái trang web của bạn. Các bạn sẽ truy cập cái đường dẫn là localhost 8080 xuyệt WordPress nếu như các bạn đang sử dụng SAM, còn nếu như ai đang dùng hosting thì các bạn truy cập cái tên miền của các bạn nha. Rồi. Sau đó các bạn sẽ vào phần admin. Và các bạn bấm vào cái nút là thành viên. Các bạn chọn là tất cả người dùng. Đây, hiện tại là các thành viên trong website của mình chỉ có đúng một người thôi, đó là chính chúng ta, là admin. Để mà chúng ta thêm những cái người khác trong cái website của mình thì các bạn bấm một nút thêm mới. Rồi các bạn, trước tiên là mình nói về cái phần vai trò trước ha. Các bạn bấm vào cái phần vai trò, các bạn sẽ thấy nè, chúng ta có những cái vai trò gì. Mặc định WordPress cho các bạn 5 vai trò. Một là thành viên đăng ký. Đối với thành viên đăng ký thì nó không có quyền gì cả. Các bạn lưu ý, đối với website tin tức, website doanh nghiệp thì cái thành viên đăng ký là họ không có quyền gì hết, chỉ có quyền là chỉnh sửa cái thông tin cá nhân thôi. Tuy nhiên là đối với website bán hàng thì thành viên đăng ký chính là người mua hàng đó, thì họ có thể xem được cái đơn hàng, rồi xem được cái thông tin thanh toán này nọ vân vân. Thì riêng về cái phần nâng cao trong cái series mà WordPress nâng cao, mình có sẽ nói thêm về cái phần là hướng dẫn các bạn tạo và cài đặt một cái website bán hàng, thì mình sẽ nói riêng về cái phần này. Rồi tiếp theo là cái phần cộng tác viên. Cộng tác viên là gì? Cộng tác viên là những cái người bên ngoài không phải là người trực thuộc công ty của các bạn thì được gọi là cộng tác viên. Hoặc nếu các bạn không phải là trên danh nghĩa là công ty mà các bạn chỉ là cá nhân, tuy nhiên là các bạn thuê những cái người bên ngoài họ làm cộng tác với các bạn online, hoặc là không có ký hợp đồng chính thức, hay là không phải là ngồi làm việc trực tiếp tại văn phòng á, thì cũng có thể coi họ là cộng tác viên. Rồi quyền tác giả. Quyền tác giả thì quyền tác giả là người có khả năng là đăng bài viết trên cái website. Còn quyền biên tập viên là vừa có đăng được bài viết, tức là người có thể đăng bài viết, vừa kiểm duyệt cái bài viết được đăng bởi những cái người có quyền tác giả. Các bạn hình dung giống như là biên tập viên á, biên tập viên là những cái người mà duyệt những cái bài viết của tác giả. Còn còn quản lý á, quản lý tức là admin ha, giống như là cái tài khoản mình đang sử dụng admin á, thì có cái quyền cao nhất đó là quyền quản lý. Thì lưu ý các bạn rằng trong một cái website, đặc biệt là trong cái phần quản lý thành viên, tuyệt đối không cung cấp hoặc là không cấp quyền cho cái người nào khác có cái quyền admin, trừ khi bạn biết người đó sẽ làm gì đối với website của bạn. Tức là bạn thuê một cái dịch vụ thiết kế website, hay là bạn thuê một cái dịch vụ gì đó liên quan về cái vấn đề là chỉnh sửa giao diện website, liên quan về vấn đề lập trình hay là code gì đó, thì bạn phải yêu cầu họ giải trình, tức là họ phải thông báo cho bạn biết những cái hạng mục mà họ sẽ làm mà cần cái quyền admin này mới làm được. Còn bạn lưu ý nha, tài khoản admin và cái quyền admin á chỉ được phép mình cầm thôi, không cho bất cứ ai khác, kể cả bạn bè hay là ai khác, không liên quan. Lưu ý, tại vì khi mà ai đó chiếm cái quyền admin rồi thì họ có quyền đá bạn ra khỏi admin và họ sẽ làm chủ cái website này. Lưu ý nha các bạn, lưu ý cái chỗ này cực kỳ lưu ý luôn nha, mình xin nhắc lại một lần nữa. Rồi bây giờ để mà tạo một cái tài khoản mới cho người dùng mới thì các bạn nhập cái tên người dùng ở đây, nhập email ở đây, hai hai cái trường này là hai trường bắt buộc. Rồi các bạn có thể nhập tên của họ, nhập họ của họ luôn, tức là tên tên của người dùng và họ của người dùng. Rồi nhập trang web, rồi mật khẩu. Các bạn có thể tạo một cái mật khẩu mặc định, ví dụ như là 1 2 3 4 5 6 7 8.
cho một cái tài khoản nào đăng ký, thì cái việc tạo một kho mặc định á là để cho chúng ta dễ nhớ mà chúng ta nói với người 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 kia, hoặc là người kia sẽ nhận được cái email thông báo là cái mật khẩu của họ là như thế này. Rồi đối với mật khẩu mà yếu thì đương nhiên là WordPress nó luôn luôn bắt bạn phải chấp nhận sử dụng mật khẩu yếu thì nó mới cho xài ha. Rồi gửi email thông báo tới thành viên nè, thì luôn luôn là check vào cái chỗ này để mà cái người mà nhận cái tài khoản á, họ sẽ nhận được email. Rồi ở đây là các bạn chọn cái quyền cho họ, thì tới với thành viên đăng ký là hầu như là chúng ta không sử dụng trong trong blog hoặc là trong web tin tức rồi, chúng ta chỉ sử dụng là quyền cộng tác viên thôi. Giả sử như mình chọn cái quyền thấp, đó là quyền cộng tác viên, thì các bạn chọn vào cộng tác viên ha. Rồi lát nữa chúng ta sẽ mổ xẻ trong cái quyền này nó có cái gì cái gì cái gì. Rồi bây giờ mình sẽ tạo luôn một cái tài khoản luôn, là tên người dùng là duy.võ, rồi email là duy.võ@outlook.com. À không, mình sẽ nhập là duy.võ một đi, tại vì cái email duy.võ là đã đăng ký cho cái tài khoản admin rồi. Rồi tên, tên cũng không cần thiết ha, kệ mình bỏ vậy đi. Rồi mật khẩu là 123456 78. Rồi các bạn bấm vào cái nút thêm người dùng mới. Đó, các bạn thấy nè, mình vừa mới tạo xong một cái tài khoản người dùng mới nè. À, lưu ý với các bạn rằng trong cái sàn BB á, chúng ta không có gửi email đi nha các bạn. Khi mà các bạn sử dụng hosting á, thì người dùng họ được đăng ký tài khoản họ mới thấy cái email thông báo. Còn ở đây là chúng ta đang xài SAM, đang cài đặt WordPress trên máy tính của mình, cho nên là không có nhận được thông báo bằng email. Các bạn lưu ý chỗ này nha. Với lại lưu ý một điểm nữa là đối với cái website của bạn, khi mà các bạn quên mật khẩu á thì các bạn không thể khôi phục lại bằng cái cách là khôi phục email nha, khôi phục mật khẩu qua email. Tại vì sao? Như mình đã nói rồi ha, mình đang cài cái WordPress trên máy tính thì mình sẽ không nhận được cái email từ từ cái SAM này. Cho nên lưu ý mật khẩu các bạn phải thật sự dễ nhớ ở trên máy tính nếu mà các bạn dùng SAM. Còn nếu mà trên website thực tế, tức là trên hosting, thì các bạn phải đặt mật khẩu sao cho thật là khó để mà người ta không có biết tới cái mật khẩu của các bạn, và người ta cũng khó hack cái mật khẩu của các bạn. Các bạn lưu ý chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ mở một cái cửa sổ ẩn danh và mình sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản mới tạo để chúng ta xem coi là cái quyền cộng tác viên nó được thấy những cái gì trong cái website. Rồi các bạn bấm vào đây, chúng ta mở cửa sổ ẩn danh ra. Mình nhập là localhost 8080 WordPress. Rồi mình sẽ gạch admin để mà đăng nhập. Rồi mình mới tạo là duy.võ, mật khẩu là 123456 78. Rồi các bạn bấm nút đăng nhập. Đây các bạn, các bạn lưu ý chúng ta đang là cộng tác viên. Thì các bạn nhìn bên cái thanh admin là nó có nhiêu đây thôi ha, các bạn quay trở bên cái tài khoản admin đi, chúng ta thấy rất là nhiều nhưng mà quyền cộng tác viên chỉ thấy được nhiêu đây thôi. Thứ nhất là thấy được bản tin, thứ hai là thấy được bài viết. Tức là quyền cộng tác viên là được phép đăng bài viết nhưng không được phép tạo chuyên mục. Các bạn lưu ý nha, tạo chuyên mục là chỉ có tác giả hoặc là biên tập viên thôi. Các bạn lưu ý cái chỗ này nha. Rồi có phần phản hồi luôn nhưng mà chỉ được phép xem thôi. Cộng tác viên là được phép xem phản hồi thôi chứ không có duyệt, cũng không có trả lời bình luận gì ở đây hết nha các bạn. Và lưu ý thì để mà chúng ta hiểu được cái quyền nào là cái quyền nào và chúng cái quyền nào cho phép thấy gì thấy cái gì thấy gì, thì các bạn cứ tạo ra 5 cái tài khoản, à không, 4 cái, tại vì admin là tài khoản quản lý rồi. Tạo ra 4 cái tài khoản. Một á là cái tài khoản thành viên, hai là cái tài khoản cộng tác viên, ba là tài khoản tác giả và bốn là tài khoản biên tập viên. Thì các bạn sẽ hình dung được là mỗi cái vai trò, mỗi cái quyền nó được xem những cái gì, được làm những cái gì và không được làm những cái gì. Thì cái này các bạn, mình đã hướng dẫn các bạn rồi, các bạn dành thời gian một xíu khoảng 10 phút để chúng ta tự tạo cho mình những cái tài khoản để mà chúng ta kiểm tra ha. Rồi ở đây tiếp tục với cái tài khoản cộng tác viên thì bấm vô phần hồ sơ này, chúng ta được phép là chỉnh sửa hồ sơ của mình. Dĩ nhiên cái hồ sơ này là hồ sơ cá nhân của mình thì tài khoản nào cũng được phép chỉnh sửa hết, không không chỉ riêng là tài khoản cộng tác viên. Rồi các bạn bấm phần công cụ. Đó, phần công cụ đây là chúng ta không được xài gì luôn. Cộng tác viên không có thấy gì gì hết ở phần này.
Rồi, bây giờ mình tắt cái phần này đi. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là tạo mới một cái tài khoản cho thành viên rồi đúng không? Thì cái việc mà xóa thành viên thì nó cũng giống như là xóa bài viết, xóa trang thôi. Các bạn cứ bấm vào, các bạn bấm nút xóa. Nhưng mà lưu ý với các bạn nha, đối với thành viên không có cái tính năng là đưa vào thùng rác. Tức là một khi bạn bấm nút xóa và một khi bạn đã xác nhận xóa thì cái tài khoản này vĩnh viễn biến mất, không thể khôi phục lại được. Các bạn lưu ý cái chỗ này. Đây là mình bấm lại cho các bạn nha. Rồi, các bạn bấm nút xóa nè. Đó, thì nó hiển thị tới cái chỗ này là xác nhận nè. Thì ở đây là bạn xóa cái thành viên này thì có hai sự lựa chọn, một là xóa tất cả các cái nội dung liên quan tới cái thành viên này. Lựa chọn thứ hai là đưa những cái nội dung của thành viên này chuyển qua cho một thành viên nào khác ở trên website. Ha, bạn có thể chuyển qua tất cả cho admin đó bằng cách là mình chọn admin. Rồi, sau đó bạn bấm nút xác nhận xóa là xong. Không thể khôi phục lại được từ cái bước này trở đi nha các bạn, lưu ý. Cho nên là cẩn thận nha các bạn. Rồi, để chỉnh sửa thành viên nào đó thì các bạn bấm vào nút chỉnh sửa thôi. Đó, cái chỉnh sửa giống như là chỉnh sửa profile ở bên kia đó. Lúc nãy mình có nói đó. Nó chỉ có những cái nội dung này thì các bạn cứ chỉnh sửa thôi. Ví dụ mình không muốn cái màu mặc định của cái WordPress nó là màu xám xám này, thấy nó tối quá, các bạn có thể chọn màu này hoặc chọn màu xanh dương, hoặc chọn bình minh, hoặc chọn đêm khuya, ví dụ vậy đi ha. Mình thích cái màu này, hoặc là mình chọn cái màu tím đi, mình thích cái màu tím. Ok, rồi các bạn bấm cái nút cập nhật hồ sơ. Đó, thì lần sau các bạn truy cập vào admin nó sẽ là màu tím chứ không phải là màu mặc định nữa. Rồi, thì những cái tính năng ở trong phần hồ sơ các bạn có thể tìm hiểu, nó dễ dàng lắm, tại vì hầu như là tiếng Việt thôi, chúng ta đọc qua một lần là hiểu ngay thôi ha. Rồi, trong cái video này coi như là mình đã hướng dẫn xong cái phần mà quản lý thành viên. Ở video tiếp theo mình sẽ nói về cái phần cài đặt. Nói về phần cài đặt. Phần cài đặt tức là cái phần thiết lập của cái website của mình. Thì tại sao mình đưa vào cuối cùng, tại vì cái phần cài đặt nó không có những cái thông tin quan trọng mà chúng ta lưu ý đâu. À, mình sẽ đưa vào thông tin cuối cùng này. Rồi, trong cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về phần cài đặt. Nếu các bạn có câu hỏi gì trong nội dung video này thì các bạn vui lòng trả lời bình luận ở bên dưới. Các bạn có thể like hoặc là share cái video này nếu thấy hữu ích, và các bạn có thể đăng ký kênh của mình để nhận được những cái video mới nhất từ VTD Channel. À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.